Chào bạn nhé, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Đấy, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái máy tính Casio 750 này các bạn nhé. Đây, 750 Plus. Đấy, con này thì mình vừa nhận từ cái bạn kia các bạn. Đấy, trường hợp này là nó không lên này. Đây có hai con, các bạn xem. Nó đi tịt hết thế này các bạn này. Đây, một con này, không lên nhé. Bây giờ mình sẽ tháo ra kiểm tra xem nó bị làm sao rồi cùng sửa các bạn nhé. Này thì có khả năng nó sẽ bị hết pin các bạn ạ. Hết pin thì khởi động nó cũng không lên được. Bây giờ sẽ tháo ra kiểm tra đo xem nó còn pin không. Đây bạn, nội thất của nó sẽ như thế này. Đây pin của nó đây. Bây giờ mình sẽ tháo pin ra kiểm tra xem nhé. Dùng cái này để đẩy pin ra. Đây là dùng cái pin này các bạn này. Pin 3V nhé. Đây. Đo, mình sẽ dùng đồng hồ mình đo xem còn pin không. Đây, đồng hồ các bạn vặn về thang DC này, để số 10 nhé. Nó kiểm tra xem kim có lên không. Đây, vẫn còn này các bạn này. Đây, 3V nhé. Đấy, các bạn để ý kim đồng hồ vẫn lên. Chứng tỏ nó sợ không hỏng pin đâu. Bây giờ mình sẽ lắp pin lại kiểm tra số khác nhé. Các bạn nhìn thấy gì không? Đây. Đấy. Lắp pin lại nó lại lên các bạn ạ. Đấy, chứng tỏ là nó hỏng mỗi cái phím on này thế này. Đấy. Nó hỏng cái này. Bây giờ mình sẽ tắt đi này. Phải khó mình giữ thế này. Phải khó. Đó. Tắt đi. Khởi động lại xem có được không nhé. Đây, tịt ngõm này các bạn này. Không lên. Chúng ta nó hỏng cái phím on rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ lật cái mặt kia lên để sửa cái phím đấy xem tình trạng là nó bị như thế nào. Đây, các bạn tháo ra và các bạn chú ý nhé. Có cái cáp màn hình của nó này, nó dễ gãy lắm này. Nó dễ gãy cổ màn hình các bạn. Thao tác nó nhẹ nhàng thôi. Đây, phím on của nó ở đây. Thao tác nhẹ nhàng không nó gãy của màn hình nên là vứt đi các bạn nhé. Đây, để nhẹ nhàng thôi. Lột cái để cái này thế này thôi. Để mình quan sát xem. Đây chỗ này này, nó bị mòn này các bạn này. Đây, hai cái phím này là mòn nhất này. Để mình xem sơ qua chỗ khác có bị gì. Chỗ khác thì ok các bạn này. Đây, chỗ này với cả chỗ này nó mòn nhé. Cái này là than chì này các bạn này. Đây chỗ này cũng thế này. Đây chỗ này của nó cũng thế đấy. Lúc mình bấm ấy, lúc mình bấm lên cái này nó tiếp xúc đây, nó sẽ tiếp xúc điện thì nó sẽ khởi động được. Nhưng mà bây giờ nó mòn rồi không khởi động được. Mình sẽ dùng cái này. Mình khởi động thử cho các bạn xem nhé. Nếu mà đúng nó hỏng phím này thì nó sẽ lên các bạn nhé. Cái này có lẽ của mình nó tiếp điện là không được tốt. Để cho các bạn xem này. Hiện tượng gì các bạn ơi, mình sẽ lột cái này lên thì khởi động cho các bạn xem. Đây sẽ dùng tạm một phím bất kỳ nào đó đi. Đây lên này các bạn này. Bấm số nhé. Chỗ này là số 6 thì phải. Đúng rồi các bạn, đây này. Các bạn nhìn xem này, đó. Nó lên nha, chứng tỏ là hỏng cái phím on nhé. Bây giờ tắt đi. Shift AC này, tắt đi rồi ok. Con này thì như thế này là có hướng giải quyết rồi các bạn ạ. Cái này mòn rồi, mình không có cái để thay thế. Bây giờ lật ngược lên. Lật ngược lên để xem đường mạch cái chỗ này tiếp xúc của nó sẽ đi như thế nào. Mình sẽ câu một cái công tắc ra
Đây, công tắc như thế này các bạn, công tắc cúc áo đây, bấm vào đây sẽ thay thế cho cúc nút on, mình sẽ chế ra chỗ khác. Đó, cái này mình mua 2.000 một cái thôi các bạn này. Đấy, thêm đoạn dây nữa là ok, sửa được cái này nhé. Đấy, các bạn có máy tính hỏng thì đừng vội vứt đi các bạn nhé. Đấy, cái dòng này thì mình gặp mấy con này, nó hỏng cái phím on của nó thôi, cái phím khởi động thôi các bạn ơi. Đấy, các bạn vứt nó phí đi. Đây này các bạn này, đây cái phím on của nó lúc nãy là ở đây. Các bạn xem để ý này. Đây nhá. Đây. Đường mạch của nó lên này, đây. Với cả đây nhá. Bây giờ cho đường mạch này với cả đường mạch này tiếp xúc với nhau thì nó sẽ khởi động được lên. Đấy. Việc của chúng ta bây giờ là sẽ cạo xước cái chỗ đường mạch này, cái lớp sơn này ra để mình hàn vào cái công tắc này các bạn nhé. Đó. Đây cái công tắc này. Cái này dùng dao lam hoặc dùng dao các bạn cạo ra này rồi hàn. Bây giờ mình sẽ làm cho bạn xem. Đây bây giờ sẽ cạo ra các bạn nhé. Các bạn cạo thì cạo nhẹ nhàng nhé, không mà nó hỏng nó sẽ đứt cái đường mạch vì đường mạch của nó rất là mỏng thôi. Mình vừa cạo xong rồi, đây các bạn này, chỗ này với cả chỗ này nhé. Bây giờ sẽ hàn câu cái dây, đây hai cái cọng dây với cả cái công tắc đấy vào, thử xem có được không nhé. Cái mỏ hàn của mình dùng cái đèn này nó hơi chấp chấp, hơi khó xem một tí các bạn thông cảm. Đây bây giờ mình sẽ chế tiếp vào đây. Đây nữa. Cái này mới cạo ra nó sẽ khó hàn hơn một tí các bạn ạ. Đấy các bạn di mỏ hàn thì giống kiểu mình này. Thì nó sẽ dính thiếc lên và sẽ hàn được thôi. Đó, hàn được một giây rồi các bạn ơi. Chỗ này hơi thừa thiếc, hơi thừa nhựa thông một tí. Mình sẽ cố gắng hàn nó lên. Ok, hàn lên rồi nè các bạn này. Đó. Đây, khá chắc này, mình rút không ra này. Bây giờ sẽ cái công tắc này các bạn để ý nó có 4 chân này. Đấy. Bây giờ mình sẽ đo xem chân của nó sẽ tiếp xúc như thế nào. Đây, các bạn để ý đồng hồ. Bạn về thang đo nhân 1 này. Đây nha, đo nó lên nhé. Đây, nó chỉ lên bằng tầm này. Đây, sẽ đo thử. Nó không lên này các bạn này. Mình đo hai chân này không lên. Bây giờ thì mình sẽ bấm công tắc rồi đo hai chân này nha, nếu mà nó lên thì là đúng cái mình đang cần tìm nhá. Không lên cái gì luôn. Đây, bây giờ sẽ hàn vào các bạn nhé. Đây. Chế một ít thiếc vào cái đầu mỏ hàn của mình. Rồi hàn cái này vào. Cái này nó bé lắm các bạn ơi, các bạn nhìn trong video không biết cái gió không nhờ. Cái này bé khó hàn lắm. Đây mình sẽ kẹp vào đây. Chứ cầm khó hàn lắm này. Các bạn ơi, lúc mình hàn nhầm nhá. Đây, cái chỗ này đó không phải đường mạch của cái con phím on lúc nãy. Đây bạn này. Đây nó lên chỗ này cơ. Đây mình nhìn nhầm, vừa lúc nãy mình hàn chỗ này khởi động không lên này. Mình nhìn lại mặt kia là đây, nó lên vào chỗ này nhá. Thì bây giờ các bạn hàn vào đây này. Đấy. Hàn một cái chỗ gần ở đây cái đầu tu vít mình chỉ đây. Đấy bây giờ mình sẽ hàn lại rồi khởi động lại cho các bạn xem nhá.
Đây mình đã hàn xong rồi. Bây giờ sẽ thử lại các bạn nhé. Đây khởi động cho các bạn xem này. Đó, được rồi các bạn này. Đây, bấm phím 9 này. Ok chưa? Đấy, sẽ tắt đi khởi động lại cho các bạn xem. Đây, phím on mình không hề động vào nhé. Đây này các bạn xem nhé. Đây, để gần cho các bạn xem này. Đây, bấm nhé. Đó, lên rồi nhé. Đây, phím 8 này. Ok. Chúc các bạn thành công nhé. Rồi, chế xong rồi nhé các bạn nhé. Đây, mình chế cái công tắc, cái nút on lên đây. Bình thường nó ở đây không? Bây giờ sẽ cho lên đây. Đây, mình bấm thử cho các bạn xem nhé. Đó. Rồi, ok rồi các bạn. Tắt đi này, khởi động lại này. Đấy, rồi ok. Chúc các bạn thành công. Các bạn xem video thấy hay, nghĩa như đăng ký kênh cho mình các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.